talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child. Dạ, xin chào khách hàng, em là Huy, là nhân viên của công ty ô tô Phú Cường. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý khách hàng một dòng xe thuộc Jack N Series, đó là Jack N 650 Plus. Thì hiện tại trước mặt chúng ta đây là xe Jack N 650 Plus phiên bản màu xanh. Thì hiện tại bên công ty của em có 3 màu, đó là màu xanh, màu trắng và màu bạc. Thì trước mặt ta là xe màu xanh với nước sơn là sơn 5 lớp sơn tĩnh điện. Nó giữ được độ sáng bóng nè, với lại nó không có bị reset. Trước mặt chúng ta đây là cái logo của Jack. Đây được mạ chrome vàng, nhìn rất là sáng xe luôn. Phía bên đây là số liệu của xe nè, N650. Bên dưới đây là cái phần cụm đèn của xe. Thì cụm đèn của xe là đèn halogen, được thiết kế siết chồng lên nhau. Đèn cos, pha, xi nhan, đời mi đầy đủ cho anh em. Phía dưới là có thêm cái đèn sương mù để giúp cho anh em đi vào những cung đường có thời tiết xấu á, thì được cải thiện được cái độ sáng. Phía bên đây thì có thiết kế thêm một cái móc nè, móc để dành cho khi anh em bị xa lầy á, để cứu hộ. Phần bên đây là phần gương của xe. Gương của xe được thiết kế hai gương cỡ hộp lớn. Một gương thì nhìn bao quát về phía sau, một gương thì nhìn trực diện về phía sau. Phía trước thì có thiết kế thì một cái gương cầu lòi phía trước nè, để hạn chế cái tầm nhìn phía trước á, điểm mù. Bên không được thiết kế logo của Jack nè, đề ca nè, ba màu, màu đỏ, xanh và màu cam. Cũng như là có thêm một cái số liệu của xe nè, N650 Plus. Tay nắm cửa của xe là bằng nhựa cao cấp nha anh em. Phía trên thì có thiết kế thêm một cái mạ, thêm một cái chrome sáng bóng nè, rất là đẹp luôn. Cửa thì mở rất nhẹ nhàng nha anh em. Phía bên đây có thiết kế thêm một cái hộc để có thể để nước nè cho anh em nè. Phía bên đây là có cái bể bước chống trơn trượt nha anh em, rất là tiện lợi luôn. Dưới đây là lớp của xe. Thì lớp là lớp Kasumina nha anh em. Với kích cỡ là 8.25R16. Thì ống treo phía trước thì là giảm sóc bằng nhíp và có cái tì giảm chấn khí lực nữa nha anh em. Đây. Phía bên hông đây là hông của xe. Là bằng sắt, rất là chắc chắn luôn. Mình thấy đây là xe đi bình đôi nha anh em. Bình 12 bên bình đôi. Như đây là hắn hơi nè, hắn hơi lốc kê. Về phần chassis của xe, được dập nguội với 6.000 tấn. Công nghệ của Nhật Bản nhập một lần hành hình. Về lớp sau của xe là đồng lớp, đi lớp đôi. Lớp cũng là Kasumina 8.25R16. Giảm sóc phía sau á là giảm sóc bằng nhíp nha, nhíp 2 tầng. Đấy. Rất là chắc chắn luôn. Về là về nóc nha anh em. Có cái chắn bùng cho anh em luôn nè. Về phía sau được trang bị thêm một cái lớp dự phòng nha anh em. Đấy. Vì đồng lớp nên chỉ cần một lớp dự phòng là đủ. Thấy bên trong là cầu. Đó, và lốc kê đấy. Phía sau đây là phần phía sau của xe. Thì xe cái phần hùng của xe là được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà máy, với kích thước chiều dài lọt lòng là 6m2, chiều rộng là 2m14 và chiều cao là 2m1. Mở được 7 cửa bẩn nha anh em. 3 cửa bẩn chia đều, 3 cửa bẩn bên hông và 1 cửa bẩn phía sau. Cái đây là phần cản sau xe nè, rất chắc chắn luôn. Phần đèn được thiết kế rất là đẹp luôn. Và tiếp theo em xin giới thiệu là phần hùng hạng của xe. Thì phần hùng thì chiều dài lọt lòng của nó là 6m2, chiều rộng là 2m14 và chiều cao là 2m1. Thì thùng thì đóng theo tiêu chuẩn của nhà máy. Phía bên ngoài là vách, bên ngoài là inox, bên trong là tân kẽm. Phía giữa thì có miếng mút xốp. Phần sàn là sàn sát phẳng nha anh em, 2.5 ly. Để chạm em chạy, phải cải thảy đã nè.
Đấy, phần tiếp theo em xin giới thiệu đó là phần động cơ của xe. Thì động cơ của xe được trang bị là động cơ Cummins của Mỹ với dung tích lên đến 3.8 lít với thiết kế 4 kỳ 4 xi lanh ăn hàng, có turbo tăng áp luôn và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, với công suất lên đến là 170 mã lực. Thì tầm khoảng 100 km thì tiêu tốn tầm khoảng 10 đến 12 lít thôi nha anh em, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Thì phần tiếp theo em xin giới thiệu đó là phần bên trong của cabin. Thì có thể thấy bên trong cabin được thiết kế với 3 ghế ngồi được bọc nỉ cao cấp, rất là êm luôn. Và phía sau được thiết kế một cái giường nằm nè, giúp cho các bác tài đi quãng đường xa có thể nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe rồi mình đi tiếp. Thì phần kính của xe là kính chính điện nha anh em. Đấy, kính chính điện. Về phần vô lăng là được thiết kế 4 chấu, đây, nhìn rất là thể thao luôn. Phía trước còn có thêm một cái logo của Jack nè. Phía bên đây có thêm một cái ga tự động, cruise control. Đây. Bên đây có tăng giảm âm lượng này. Đây. Rất là tiện lợi luôn. Phía trước đây là táp lô đồng hồ của xe nè. Hiển thị đầy đủ các thông số của xe nha anh em. Phía bên này thì có đầy đủ nha anh em. Máy lạnh, rồi radio FM cho anh em, cũng như là mọi thuốc cho anh em đầy đủ nha. Bên này có học để đồ nè. Thì cái phần học để đồ này á, anh em có thể tháo ra và thiết kế thêm một cái màn hình này để cho anh em xem phim hay gì đó, nghe nhạc gì đó. Đây có thêm cái học để đồ nè. Như là trên đây có tấm che nắng, như là đèn. Và có thêm một cái để lấy gió trời nè, khi vào đi vào những cung đường mà có thời tiết khí hậu mà mát mẻ trong lành á, lấy gió trời vào rất là tiện lợi luôn. Hộp số là hộp số đồng bộ Mỹ luôn anh em, hộp số phát của Mỹ. Đấy, 6 số tiến và 1 số lùi. Thì bây giờ em xin xuống xe và báo giá xe này luôn nha anh em. Thì vừa rồi em đã giới thiệu tổng quan về chiếc Jack N 650 Plus. Thì hiện tại chiếc Jack N650 Plus bên công ty em đang có giá là 653 triệu xe và hùng, chưa bao gồm giấy tờ. Thì bên công ty em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 80%. Thì anh em chỉ cần trả trước tầm đâu đó 180 triệu là có thể nhận xe. Với thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy chứng nhận độc thân. Thì mọi chi tiết cứ liên hệ với số điện thoại bên dưới của em, hoặc là cứ comment trực tiếp vào phần bình luận số điện thoại, em sẽ liên hệ trực tiếp với anh em. Thì hiện tại video của em đến đây là kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo.